Vâng, xin chào tất cả mọi người. Như vậy thì ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần chúng sắp mùa hè rồi, cho nên là em cũng đưa gia đình tụi em ở trên nói chung là miền núi, cho nên là đi biển cũng có mà núi cũng có. Ngày hôm nay chúng ta lên núi, cho nên em là mượn cái video này em báo giá lại cái giá heo ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua ngày 16 thì em thấy là miền Trung lại CP miền Trung tăng lên 1.000 đồng, làm cho tất cả ba miền chúng ta là đều giá heo bằng nhau, tức là lên mức giá 67.000 đồng hết. Như vậy là chúng ta thấy cái sự khan heo thì giúp cho giá heo của chúng ta cả ba miền thì đều tăng lên. Nhưng mà hiện tại thì em biết là cái vấn đề dịch bệnh vẫn còn nổ ra rất là nhiều. Thứ hai là cái nguồn heo để chúng ta bán tương đối là ít rồi, rất là khan heo. Cho nên là cái việc mà khan heo thì giá sẽ lên. Cho nên là trong năm 2024 này, nếu mà anh chị nào mà giữ được cái heo ổn định, tức là chúng ta giữ được bầy heo trong chuồng, thì khả năng chúng ta sẽ chiến thắng rất là nhiều. Và hy vọng rằng trong 1-2 ngày tới thì giá heo chúng ta sẽ lên 70. Bởi vì hiện tại ngày hôm qua em nhận thông báo là tại cái chợ Ngọc Lũ, tức là chợ Lợn Hà Nam, giá heo đầu đã lên mức giá 71 và 72. Giá phổ biến lại lên 66, 67, ngang bằng với giá trong dân. Thì hy vọng rằng trong tuần này, nếu mà không có điều gì xảy ra bất thường, thì giá heo chúng ta sẽ có một số vùng lên mức giá 70.000 đồng một ký. Đấy là cái thông tin ban đầu của cái giá heo. Và ngày hôm nay em sẽ quay lên một số hình ảnh mà ngày hôm nay là đi rất là nhiều anh em toàn là chăn nuôi heo mọi người. Nên em quay lại lấy cái này làm cái video cho ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng ta quay trở lại với thông tin thị trường giá heo hơi trong ngày hôm nay. Tới ngày hôm nay thì đi ngang mọi người, nhưng chúng ta có thông tin là ngày mai ngày 19 tháng 5 năm 2024 tại khu vực miền Bắc các công ty hầu hết đều tăng thêm 1.000 đồng. Ở đây CB sẽ tăng lên 1.000 đồng, giá sẽ từ 66 đến 68. Tức là theo nó có một khoảng cách đó mọi người. Theo bản báo giá thì chúng ta thấy heo ba máu thì chỉ là 68 thôi. Nhưng ở đây chúng ta hiểu là một số heo cái cấp khác, tức là 6 hơn, không được đẹp thì sẽ ra xuống 66, 67. Còn heo dân thì đã có giá 68 rồi, ra khá nhiều. Và nhiều công ty biểu heo bé nên vẫn đang có giá 66 và 65 đang xuất ra trong thời điểm này. Đó là ngày mai. Tuy nhiên thì ngày mai là ngày Chủ nhật, chúng ta cũng không có bản thông báo giá heo cụ thể đâu mọi người. Như vậy thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả bà con của chúng ta tại khu vực miền Bắc và kể cả trên cả nước nếu mà chúng ta còn heo trong chuồng. Như vậy hiện tại thì đến thời điểm này thì chúng ta có thể nói là 90% là giá heo chúng ta sẽ đạt mốc 70 mọi người. Tuy nhiên thì không biết được cái thời gian hay ngắn hay dài thôi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái hiện tại và cái giá heo tăng lên là hầu hết là nhờ có sự khan heo. Chúng ta không còn heo trong chuồng nữa, cho nên là các công ty họ sẽ đẩy giá lên. Cụ thể ở đây là công ty chính là công ty CB. Và đây là bản thông tin thị trường chăn nuôi ngày hôm qua. Em xin nhắc lại là chúng ta nhận thông tin trễ một ngày, bởi vì ngày hôm qua em không làm video được, ngày hôm nay thì em làm bù cho mọi người. Nhưng mà hôm nay là thứ bảy, chúng ta không có thông tin cụ thể, cho nên là em lấy lại thông tin, mọi người thông cảm. Đến với thông tin thị trường heo hơi tại khu vực miền Bắc ngày 17 tháng 5 thì giá heo tạm thời không ghi nhận điều chỉnh giá mới vào ngày hôm qua. Kể cả hôm nay, mức phổ biến nhìn chung toàn miền vẫn giữ quanh cái mốc là 66 đến 67.000 đồng một ký. Do sức mua trên thị trường vẫn khá chậm, heo gột vẫn đang bán ra và các công ty giữ nhịp điều chỉnh thận trọng để chờ thị trường bán lẻ thích ứng với đà tăng của giá heo hơi. Đó là thông tin ngày hôm qua. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta thấy là đã có heo dân ra mức giá 68 rồi. Trên thông báo mà bằng tin nhắn một số anh em đã đưa qua thì chúng ta thấy là sau kể cả ngày mai các công ty tại khu vực Bắc đều điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng, cho nên giá heo của dân của chúng ta cũng đã có mức giá 68, mọi người lưu ý. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ Lợn Hà Nam, cho biết là lượng heo về chợ ngày hôm qua tiếp tục giảm mạnh, còn quanh cái mốc là 2.000 con, chủ yếu là heo dân quanh chợ bán ra. Còn các công ty lẫn heo miền Trung ra rất ít do chợ bán chậm vào 2 ngày trước đó. Giao dịch tại chợ thì do lượng heo về giảm mạnh nên chợ bán trâu hàng, với giá heo đầu được đẩy tăng lên mức 71 đến 72.000 đồng một ký. Và giá phổ biến cũng tăng lên mức 66 đến 67.000 đồng một ký. Hàng chân không bị tồn lại với giá từ 63 đến 64.000 đồng một ký trở lên. Như vậy thì chúng ta thấy chợ ít heo thì giá heo đã bắt đầu tăng lên. Và cụ thể thì giá heo công ty CB tại khu vực miền Bắc ngày 17 tháng 5 năm 2024, tức là ngày hôm qua, là không có sự thay đổi và vẫn đi ngang ở giá mức 67.000 đồng một ký. Như vậy là nếu mà tăng lên 1.000 đồng vào ngày mai thì chúng ta hiểu là
ngày mai sẽ có giá là 68.000 đồng một ký. Cùng heo dân tại Thái Bình, cùng Bắc Giang và Hà Nội vẫn không có sự thay đổi và đang được giao dịch ở mức giá là 66 đến 67.000 đồng một ký. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì ngày hôm qua tại khu vực Nam miền Trung có sự thay đổi về giá thưa mọi người. Nam miền Trung giá heo các công ty tiếp tục đẩy tăng vừa ngày hôm qua theo cái đà tăng của miền Bắc và miền Nam lên quanh cái mốc là 65 cho đến 67.000 đồng một ký nhờ lực hút heo vào Nam trong bối cảnh là Nam miền Trung mà. Xin lỗi mọi người là miền Nam hụt heo và có biểu heo nhỏ cùng lượng heo đóng ra Bắc phục vụ cho việc nuôi gọt. Với việc hụt nguồn cung heo tại nhiều vùng do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi kéo dài, giá heo tại miền Trung và miền Nam nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh tăng tiếp vào cuối tuần hoặc là đầu tuần tới. Như vậy thì thông tin này là của miền Trung và miền Nam, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta nhận được thông tin là miền Bắc mai tăng lên rồi. Như vậy thì khả năng có thể là gần như 90% thì giá heo miền Trung và miền Nam cũng tăng theo nha mọi người. Cái này chúng ta cũng lưu ý để chúng ta sắp xếp và ra giá để chúng ta chuẩn bị bán heo nếu mà chúng ta ở khu vực miền Trung và miền Nam. Và cụ thể thì giá heo công ty tại Bắc Trung Bộ ngày hôm qua ngày 17 tháng 5 vẫn đang được giao dịch ở mức giá là 67.000 đồng một ký, giá này không thay đổi. Còn Nam Trung Bộ tăng thêm 1.000 đồng, đang ở mức giá là 67.000 đồng một ký, tức là ngày 16 tháng 5 là 66.000 đồng một ký. Còn heo dân tại Nghệ An đang được giao dịch ở mức giá là 64 cho đến 66.000 đồng một ký, giá này không thay đổi. Bình Định cùng với Đắk Lắk đang giao dịch ở mức giá là 63 cho đến 64.000 đồng một ký, giá này cũng không có sự thay đổi so với ngày trước đó là ngày 16 tháng 5. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông tin tại khu vực miền Nam. Tại khu vực này chúng ta sẽ lấy thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân. Thì rằng sáng ngày hôm qua lượng heo nhập lò và nhập chợ là đạt 5.100 con, trong đó heo nhỏ, heo lở chạy dịch giảm còn hơn 400 con. Giao dịch tại chợ thì sức mua yếu trong khi heo về nhiều hơn, cho nên là phiên giao dịch tại chợ ngày hôm qua kém sôi động. Đầu phiên giá quanh mốc 77 đến 80.000 đồng một ký, cuối phiên rớt còn 74.000 đồng một ký trở lên với heo mỡ và 77.000 đồng một ký trở lên với đối với heo khá. Kéo giá bình quân toàn phiên ngày hôm qua đạt quanh mốc 80 đến 82.000 đồng một ký tùy theo loại heo. Như vậy là chúng ta thấy là tiếp tục ở chợ cũng tương đối là có giá không tốt, bởi vì hiện tại thì giá heo hơi tăng nhanh quá. Và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Đông ngày 17 tháng 5 không có sự thay đổi về giá, vẫn đang ở mức giá là 67.000 đồng một ký. Còn miền Tây cũng tiếp tục không có sự thay đổi và đang ở mức giá là 67.500 đồng một ký. Heo dân tại Đồng Nai đang giao dịch ở mức giá là 65 đến 67.000 đồng một ký. Tiền Giang và Bến Tre đang được giao dịch ở mức giá là 65 đến 66.000 đồng một ký. Tất cả giá này đều không có sự thay đổi về giá trong ngày hôm qua. Và đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày 17 tháng 5. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin một số anh chị đưa lên kênh. Đầu tiên anh Hậu Đỗ báo ở Khoái Châu Hưng Yên, anh bán được 68 rồi. Anh chị Dương Phan báo hôm nay chị bán 64 heo dân Đắk Lắk. Anh Dũng Trần báo Tây Ninh mới bán giá 66.000 đồng một ký. Anh Trung Lét báo là anh ở Đắk Lắk cũng bán được giá 64. Và anh Tân Hồ báo Phú Mỹ Bình Định thì giá 61 số 2 nhưng khan heo. Heo tăng liên tục còn thịt thì rất là khó bán. Anh lấy mổ. Nhưng mà Vương Nguyễn báo Quảng Nam có 58 mà không biết heo gì. Chị Kim Phượng báo là chị bán cách đây 3 ngày, biểu 126 ký được 64 tại Đồng Nai. Và chị Nguyễn Lời báo Bến Tre Châu Thành đang có giá 67. Và Phúc Châu báo Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre heo đẹp 66 mới chốc. Và trên nhóm Zalo thì em cũng nhận được khá nhiều thông tin tại khu vực miền Tây của chúng ta. Một số anh chị đã bán được giá 68, 67 rất là nhiều. Và cuối cùng là anh Tuyền Văn có dự đoán là đợt này sẽ lên đầu 7. Đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi. Còn trong video cách đây một ngày thì em thấy có rất nhiều anh chị hỏi lại các loại cám giảm trong cái tháng 5 này. Thì hình như em chỉ chưa nhận được của cám CP miền Bắc này. Còn lại hầu hết là em thấy là đều giảm rồi. Và kể cả ANT em cũng chưa nhận được. Còn đây là công ty Giáp Pha nha mọi người, thông báo giảm giá cám từ ngày 20 tháng 5. Và thông báo này ở Long An, tức là tỉnh miền Nam, các tỉnh miền Nam. Còn đây là bản thông báo giảm giá cám của công ty New Hope tại Bình Định. Và em cũng hỏi lại thông tin rồi, tức là New Hope giảm một lần, lần thứ nhất là ngày 2 tháng 5. Còn đợt này là đợt lần thứ hai vào ngày 20 tháng 5. Nếu mà anh Phiên Bình Định có xem video thì anh đính chính lại thông tin đối với bên đại lý để người ta xem lại. Bởi vì em cũng hỏi lại rồi. Ở trên các anh em báo là đây là lần 2. Còn đây là công ty Hòa Phát
mà hôm qua em nhớ là có anh em nào hỏi anh như em thiếu sót công ty này chưa đưa lên cho mọi người xem thông báo giảm giá cám từ ngày 15 tháng 5 và chi nhánh Hưng Yên. Còn đây là bản thông báo của công ty viết tắt là KXF thông báo giảm vào ngày 10 tháng 5. Và cuối cùng thì em còn thiếu thông tin từ anh Lê Văn Út, báo Cà Mau hiện tại chỉ có giá 61 thôi. Thì đó cũng là tất cả những cái em đến chính lại một số thông tin như cám giảm và số thông tin từ anh chị về giá heo. Một lần nữa thì em rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh và báo giá cùng với em. Nếu mà còn thiếu sót về cái cám hay cái gì mọi người hỏi thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho. Bởi vì ở đây Anco hay là công ty Đề Hớt, mọi người, Anco ở đây là Đề Hớt, người ta cấp rất là cấp con cò á. Công ty Đề Hớt người ta đã mua thương hiệu rồi, cho nên ở đây thông báo giảm của công ty Đề Hớt ấy thì mọi người để ý, ở đây em đôi lúc em không nói rõ thì mọi người cũng để ý biết rằng đây là cái cấm con cò, người ta thông báo giảm giá cám. Còn ở trên kênh thì coi như là hầu hết em cập nhật hết rồi. Còn thiếu là một số như CB miền Bắc hoặc là ANT thì có thì em sẽ cập nhật lại phía sau. Ở đây anh chị lưu ý hầu hết các công ty giảm thì công ty nào cũng giảm cả. Tuy nhiên thì trước hay sau thôi. Cho nên là mọi người cập nhật thường xuyên. Có thì cũng cập nhật lên kênh để cho em cùng nắm thông tin. Bởi vì một mình em thì đôi lúc là nắm không hết. Còn bây giờ thì anh chị có thời gian thì chúng ta cùng xem lại một số cái khung cảnh tại quê hương. Em đưa lên cuối video đây để chúng ta xem cho vui thôi trong cái ngày thứ bảy này. Và đây là ngay cái cổng di tích mà vua Quang Trung ngày xưa hành quân qua điểm này mọi người. Thì nay người ta tái tạo trùng tu lại đấy, em mình đi ngang qua thôi. Khi nào chúng ta làm video đấy chứ căn cứ Tiền Tung Thọ An đây, đây di tích, đây là vua Quang Trung đi hành quân qua đây nên ngày nay người ta tái tạo lại như thế này. Thì sau này chúng ta làm video du lịch thì chúng ta mới quay kỹ. Còn ngày hôm nay thì em quay son qua thôi. Lấy cái video thứ bảy chúng ta làm cho mọi người tham quan thêm. Ở đây có cả chùa mọi người nhưng mà chưa được phép và hoạt động. Bởi vì cái này khi chúng ta xây chùa là phải có cái sự đồng ý của ban tuyên giáo, hội Phật giáo. Di tích nhà sàn mọi người thì hầu hết khi có lễ lộc hay là kể cả ca sĩ Thủy Tiên cái năm mà bão lớn năm 2020 mọi người thì cũng đã từng về đây. Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho bà con bị bão lụt ở đây. Thì lúc đó thì em không có thời gian lên quay được, nhưng mà giờ em quay sang cái nhà sàn, cái biểu tượng đặc trưng của người đồng bào ở đây. Tức là xã em là có người đồng bào, và mỗi lần có như ngã rạ này, những cái lễ lộc đó mọi người thì sẽ tập trung về cái điểm nhà sàn này. Như ở huyện tỉnh người ta cũng về đây để đem làm cái điểm mà coi như là có một cái nét văn hóa đặc trưng đấy. Tuy nhiên thì ở đây hiện tại thì người đồng bào không còn nhà sàn đó mọi người, chỉ làm quay ngần, chỉ làm những cái điểm để lấy lại cái nét văn hóa thôi. Và cái làng này ngày xưa thì có vẽ luôn cái gọi là làng bách họa, không có cái tính lâu dài, nhưng người ta muốn có một cái đặc trưng gì đó thì người ta thuê về đây vẽ y một làng này luôn mọi người. Thì lúc xưa thì lên đây nó cũng đẹp lắm đấy, nhà nào cũng vẽ cả, nhưng hiện tại thì chúng ta thấy là phai mờ hết rồi, không còn nữa đấy. Thì đi tụi em đi đến cái điểm chân núi luôn rồi.